Đây là một sản phẩm mới đến từ thương hiệu KB Vision, camera IP ánh sáng kép thông minh, tích hợp cả đèn LED và đèn hồng ngoại cùng nhiều tính năng thông minh AI vô cùng xịn sò. Hãy cùng mình khám phá trong video ngày hôm nay nhé. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với series review sản phẩm của KBT. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng thì KB Vision đã vừa cho ra mắt một dòng sản phẩm mới, camera IP ánh sáng kép thông minh được tích hợp công nghệ AI. Và đây là một mã 4 chấm KXCIF4001NDLA. Ngoài ra thì còn có mã 2 chấm đó là KXCIF2001NDLA. Cả hai mã thì đều cho chất lượng nhạy rất là tốt. Và đúng như tên gọi của nó thì dòng camera này có đặc điểm nổi bật nhất, đó chính là tính năng chiếu sáng kép thông minh. Chúng ta có thể thấy ở mặt trước của camera có tích hợp hai đèn, một đèn hồng ngoại và một đèn LED ánh sáng ấm với 3 chế độ ánh sáng kép thông minh, full color và hồng ngoại. Thứ nhất, đối với chế độ ánh sáng kép thông minh thì mặc định camera khi đó sẽ hoạt động ở chế độ hồng ngoại, và ngay khi phát hiện có chuyển động của con người thì đèn LED full color sẽ lập tức được bật lên. Và khi mục tiêu rời khỏi khu vực giám sát, đèn LED sẽ tắt và đèn hồng ngoại sẽ được bật trở lại. Thứ hai, chế độ full color thì đèn LED của camera sẽ hoạt động liên tục khi khu vực quan sát quá tối và bạn cần thu hình ảnh có màu. Thứ ba, chế độ hồng ngoại thì đèn LED không hoạt động mà chỉ có đèn hồng ngoại hoạt động mà thôi, và hình ảnh thu lại là hình ảnh đen trắng. Với chế độ ánh sáng kép thông minh thì camera có thể đưa ra cảnh báo cũng như là xua đuổi những cái đối tượng xâm nhập vào khu vực được thiết lập sẵn với tính chính xác cao. Như đã giới thiệu ban đầu thì camera IP KB Vision ánh sáng kép thông minh được hỗ trợ các tính năng AI. Vậy các tính năng đó là gì? Đầu tiên đó là tính năng FMD, phân biệt người và xe. Khi có người hoặc phương tiện đi vào trong khu vực giám sát thì camera sẽ lập tức phát hiện và ghi lại hình ảnh, giúp hạn chế tối đa những báo động giả và mang lại hiệu quả giám sát cao hơn. Đồng thời cũng rất là dễ dàng khi tìm kiếm lại đoạn ghi liên quan đến người và phương tiện trên đầu ghi hình AI có hỗ trợ chức năng FMD. Thứ hai là tính năng IVS, hàng rào ảo khu vực cấm. Với tính năng này, camera sẽ lập tức phát hiện và ghi lại hình ảnh khi có đối tượng xâm nhập vào khu vực cảnh báo hoặc vượt qua hàng rào ảo mà bạn đã thiết lập sẵn. Camera sẽ lập tức gửi cảnh báo về trên đầu ghi hình và điện thoại của bạn, giúp bạn yên tâm bảo vệ những khu vực thiết yếu. Cả FMD và IVS đều là những tính năng thông minh để ứng dụng cho các khu vực như là bãi đậu xe, nhà xưởng, nhà kho, cửa hàng hoặc là những nơi mà bạn muốn tăng cường an ninh cho những khu vực nhất định. Đó là những tính năng thông minh của camera KB Vision IP ánh sáng kép thông minh. Ngoài ra thì camera còn hỗ trợ thêm mic thu âm. Hello, xin chào các bạn. Và đây là âm thanh được ghi từ camera Worldwide của KB Vision ở bản cách 4x. Công nghệ chấm lượng sáng thực 120dB giúp mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét và chi tiết khi lắp đặt tại những khu vực bị ngược sáng. Hỗ trợ khe cắm chạy nhớ lên đến 256GB, có thể sử dụng độc lập để ghi hình, chuẩn nén H265+, tiết kiệm băng thông và có hỗ trợ BOE. Về chất liệu thì camera thân có chất liệu vỏ kim loại với chuẩn chống bụi nước IP67, giúp camera có thể lắp đặt ngoài trời mà không cần lo lắng về thời tiết mưa bụi. Về phần kết nối thì camera hỗ trợ cổng AJ45 tích hợp trên dây nguồn, giúp tín hiệu luôn luôn ổn định thông qua đường mạng LAN. Đối với dòng sản phẩm IP KB Vision ánh sáng kép thông minh này thì bên cạnh những mã thân, mọi người có thể tham khảo thêm hai mã DOM, đó là KXCIF2002NDLA và KXCIF4002NDLA. Với sự nâng cấp về hiệu năng mạnh mẽ cùng chất lượng hình ảnh vô cùng sắc nét thì dòng sản phẩm camera IP KB Vision ánh sáng kép thông minh mang tính ứng dụng cao và có thể ứng dụng lắp đặt tại nhiều nơi. Bạn nghĩ sao về dòng sản phẩm này? Hãy để lại ý kiến tại phần bình luận bên dưới nhé! Để đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng với mức giá tốt nhất, hãy liên hệ với KBT hoặc đại lý của KBT trên toàn quốc. Hotline hỗ trợ 0932685999. Đừng quên follow và subscribe kênh KBT để có thể cập nhật được những sản phẩm mới nhất nhé!